Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Công an và an ninh Vũng Tàu ngăn cản cuộc gặp của những đại diện xã hội dân sự. Người dân Việt Nam nghĩ gì về tuyên bố mới đây của Bộ Công an đưa Việt Tân, đảng đối lập có trụ sở tại Mỹ, vào danh sách các nhóm khủng bố? Tòa án Hà Tĩnh trả lại đơn kiện của ngư dân miền Trung và phản ứng của ngư dân trước sự kiện này. Tuần hành tại Little Sài Gòn ở California để ủng hộ nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Cuối chương trình là bài tìm hiểu ý kiến của giáo dân về ban điều hành mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Vào lúc 11 giờ 30 ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10 năm 2016, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại thành phố Nha Trang. Qua Facebook, bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, viết: "Và chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau. Thông báo con tôi, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mẹ nấm, đã bị bắt sáng nay lúc khoảng hơn 10 giờ. Công an đã còng tay dẫn con tôi về nhà để đọc lệnh bắt và lên khám nhà thu giữ đồ đạc. Bắt theo khoảng 1 điều 88. Tuyên truyền chống phá nhà nước, cái giá cho việc nói lên sự thật và đòi quyền làm người." Trước đó vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip được tải lên cho thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với bà Nguyễn Thị Nay là mẹ ruột của anh Nguyễn Hữu Quốc Duy đã đến trại giam Sông Lô, Nha Trang để thăm Duy. Ban Việt ngữ chúng tôi cũng liên lạc được với chị Phạm Thanh Nghiên, là người đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam chung với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị Thanh Nghiên cho chúng tôi biết như sau. Sáng nay thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng với lại mẹ của Nguyễn Hữu Quốc Duy đến trại tạm giam để thăm, tuy nhiên là công an trại giam không cho thăm. Nói lý do là Duy bị kỷ luật, thì Quỳnh cũng như là cô Nay cũng có chất vấn là vì sao, thì công an họ nói là vi phạm nội quy nọ kia rồi từ chối không cho gặp. Thì sau đó thì là công an đã đưa Quỳnh vào phía bên trong, theo tường thuật của cô Lan đó thì là công an đưa Quỳnh vào phía bên trong phía trại giam, mà sau đó thì là nói với Quỳnh là Quỳnh đã bị bắt rồi còng tay Quỳnh đưa về nhà, lúc đó khoảng tầm 11 rưỡi trưa. Và bây giờ thì họ làm việc từ lúc 11 giữa trưa là làm khám nhà rồi các cái chuyện khác nhau, thu đồ vân vân cho đến lúc khoảng độ 15 giờ 30 phút thì họ đưa Quỳnh đi. Thì có một cái chi tiết quan trọng là trước khi đi Quỳnh cầm tay và đi thì Quỳnh nói lại với cô Lan, mẹ của Quỳnh, là mẹ thuê luật sư cho mẹ liên lạc với luật sư cho con và con sẽ nhịn đói từ giờ đến khi mà được gặp luật sư đi thôi. Cũng xin được nhắc lại, vào tháng 4 năm 2015, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tổ chức Civil Rights Defenders CRD trao giải thưởng Người bảo vệ nhân quyền năm 2015. Chị cũng là người đồng sáng lập ra mạng lưới blogger Việt Nam vào năm 2013 với hơn 100 thành viên trong và ngoài nước. Vào những ngày Formosa gây ra thảm họa tại 4 tỉnh miền Trung, mạng lưới blogger Việt Nam đã lên tiếng, tập trung gây chú ý và có nhiều nơi biểu tình với những nhóm nhỏ. Hôm nay, Bộ Tài chính Việt Nam công bố quyết định hướng dẫn bồi thường thiệt hại thảm họa môi trường biển ở 4 tỉnh Bắc miền Trung do Formosa gây ra hồi tháng 4 năm nay. Theo quyết định 1880 do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 29 tháng 9, 4 tỉnh miền Trung bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường dựa theo thủ tục và các giấy tờ liên quan mức độ thiệt hại được kiểm tra, thẩm định và xét duyệt theo trình tự từ cấp xã lên huyện đến tỉnh và hai bộ, bao gồm Bộ Tài chánh và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ căn cứ vào các báo cáo để phân bổ kinh phí bồi thường cho từng địa phương. Nguồn kinh phí được sử dụng từ số tiền bồi thường thiệt hại môi trường 500 triệu đô la của tập đoàn Formosa. Hình thức chi trả tiền bồi thường được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc là thanh toán bằng tiền mặt. Xin được thưa thêm,
Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào hôm 8 tháng 10 đã trả lại 506 đơn khởi kiện công ty Formosa của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với lý do không hợp lệ. Vào ngày 26 tháng 9, hơn 600 người dân đến Tòa án thị xã Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa đã hủy hoại môi trường và gây thiệt hại cho gia đình họ. Các đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về đánh bắt hải sản, sản xuất muối, nghề sản xuất nước đá, nghề nuôi trồng thủy hải sản và nghề kinh doanh thủy sản ven biển. Tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là 56 tỷ đồng. Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đồng hành cùng giáo dân đi kiện Formosa, hôm nay nói với AP, ông không lấy làm ngạc nhiên khi Tòa án thị xã Kỳ Anh trả đơn kiện, và nói thêm những hộ dân sẽ tiếp tục tiến trình thưa kiện của họ. Cũng ngày hôm nay, chính quyền thành phố Đà Nẵng ra tuyên bố phản đối Trung Quốc tổ chức bầu cử tại Hoàng Sa. Trong tuyên bố được phổ biến vào hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ, việc Trung Quốc tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội Nhân dân khóa 2 ở thành phố mà Bắc Kinh gọi là Tam Sa, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Huỳnh Đức Thơ cũng nhấn mạnh, chính quyền Đà Nẵng phản đối và yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn những việc làm như vừa nêu. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 10, một nhóm người gặp nhau tại khách sạn Hera Palace để bàn thảo về vấn đề xã hội dân sự đã bị công an an ninh thành phố Vũng Tàu bắt và đối xử thô bạo, nhất là đối với những phụ nữ tham gia buổi họp mặt này. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với những người phụ nữ, mong đem lại câu trả lời về việc tại sao họ bị đánh, bị mang ra bỏ giữa đường trong lúc nửa đêm một cách tự tiện và bất chấp pháp luật như vậy. Họp mặt một nhóm người cùng chung mục đích nào đó là điều mà hiến pháp cho phép. Tuy nhiên, trong thể chế hiện nay, vấn đề họp mặt nếu không phải trong các dịp hội hè, hoàng hôn, tang tế, đều nằm trong sự theo dõi của an ninh, đặc biệt nếu những người tham dự được chú ý một cách khác thường. Hơn 20 người tổ chức gặp nhau tại khách sạn Hera Palace vào ngày 9 tháng 10 vừa qua đã bị đàn áp mạnh mẽ hơn mọi lần, cho thấy chính quyền thành phố Vũng Tàu không còn tôn trọng quyền con người của từng cá nhân, ngay cả khi họ không có bất cứ một hành vi phạm pháp nào mà chỉ sử dụng quyền mà hiến pháp dành cho họ. Vấn đề được mang ra bàn thảo trong buổi gặp gỡ, gói ghém trong xã hội dân sự, một chủ đề hoàn toàn vô hại tới an ninh trật tự mà công an thường trưng dẫn để truy tố những người họ không thể kiềm chế hay kiểm soát. Công an và an ninh thành phố Vũng Tàu tỏ ra nhạy bén trong khi giải tán họ, và lý do đưa ra là họp mặt không có giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin. Bà Ngô Thị Hồng Lâm, một trong những người bị bắt khi vô tình đi ngang qua và tham dự buổi họp, kể lại. Em có đưa lên, nó căng lên cái băng rôn là trẻ trẻ với xã hội dân sự. Thế thôi, rồi bắt đầu là em định nó vào đời giới thiệu cái buổi đó với tính chất là buổi nói chuyện về luật thôi. Thế em đang nói lên đó thì an ninh họ mới đẩy cửa vào, và họ chờ trong đó là có ông chủ nhiệm, ông chủ của khách sạn đó, ông vào thì ông yêu cầu là ngưng lại. Sau đó thì cảnh sát cơ động đi tới đi lui bên ngoài hè nhiều lắm, rồi họ bắt đầu họ chụp người từng người. Họ vào thì họ yêu cầu tất cả những người trong phòng, trong đó có tôi, tự giác là đi ra xe, chứ còn không thì họ sẽ cưỡng chế. Hai ba bốn người đã quạt tay ông Lê Công Định ra đằng sau, riêng ông lên trên xe đó. Rồi sau nữa là họ còn chưa nhỏ mọi người ra, rồi mỗi người đi về một nơi, tôi với lại một cô bé nữa, thì họ đưa hai người công an phường 8 Vũng Tàu á. Cô Trang Nhung, một người từng phản ứng dữ dội khi bị an ninh sách nhiễu trước đây, khi cô tự ứng cử quốc hội, có mặt và bị bắt tại Vũng Tàu. Trang Nhung kể lại việc cô và Thúy Quỳnh bị giam giữ. Khi chúng dẫn mọi người về đồn công an thì chúng để tôi và Quỳnh ngồi không một lúc rất lâu. Sau đấy thì chúng cử một số người từ đâu đến để làm việc. Chúng tách hai người ra làm việc tại hai phòng khác nhau. Thì với tôi thì chúng khám xét đồ đạc. Có điều là với Quỳnh thì Quỳnh đã phản kháng khá là mạnh mẽ, cho nên là cô ấy đã bị chúng đánh đập. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ phòng tôi á, và có cả tiếng tranh cãi giữa hai bên. Đấy, và sau đấy thì có lẽ là Quỳnh đã khóc. Thúy Quỳnh cùng chung với bà Mùi Bình Hằng với tội danh gây rối trật tự công cộng tại Lấp Vò, Đồng Tháp.
vừa ra khỏi trại giam Z30D không lâu, có mặt và bị bắt tại Vũng Tàu kể lại với chúng tôi. Cái người an ninh tên Đỗ Thuần á, người phụ nữ đó đã tái vào mặt tôi hai cái. Và tôi mới đừng dậy, tôi đứng lên, tôi nói mày làm con côn đồ, mày dám đánh người dân ngay tại công an phường. Các người là những người mặc đồ sắc phục công an ở ngay trong cái đồn công an này đang bảo kê thì những tên côn đồ. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nạn nhân của một quyết định sai trái của ngành giáo dục trước đây, khi Bộ Giáo dục sa thải cô vì tội khuyên học sinh nên tìm hiểu thêm trên Internet những vấn đề liên quan tới văn học Việt Nam. Cô bị bắt tại Vũng Tàu cùng với con trai, bị tịch thu điện thoại, phá hỏng bằng cách ngâm chúng vào nước. Sau đó an ninh chở cô và con trai còn rất nhỏ, bỏ xuống một nơi hoang vắng trong đêm tối. Trước khi bỏ đi, an ninh còn nói là họ không cho phép cô trú ngụ tại bất cứ khách sạn nào tại Vũng Tàu, mặc dù cô là một công dân Việt Nam với đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Khoảng độ 11 giờ thì họ thả tôi cùng với một chị và hai bạn nam nữa đến một, cũng giống như kịch bản của các bạn trong đoàn, là đến một cái đường rất là vắng. Khi đưa chúng tôi về thì họ nói rất là ngọt và bảo là chúng tôi sẽ đưa các anh chị về lại Sài Gòn. Bây giờ chúng tôi trục xuất anh chị và các anh chị không được ở lại bất kỳ cái nhà nghỉ hay khách sạn nào trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thúy Quỳnh cũng được cảnh cáo là không được tới Vũng Tàu, nếu không sẽ bị giết. Sau khi cô bị chính viên an ninh tên Xuân, tự xưng là trưởng ban an ninh của thành phố Vũng Tàu, hăm dọa, đánh đập và bỏ cô xuống một nơi hoang vắng như những người khác, Thúy Quỳnh kể lại. Và lúc đó thì nó mới chở tất cả mọi người đi ra cái đồng trống gì đó, không nhà cửa, không người qua lại, cái gì không đèn đường. Họ mới giục chúng tôi xuống, tôi nói là bây giờ trả chứng minh nhân dân cho tôi mới đi xuống, còn không thì tôi không xuống. Thì tới đầu tụi nó mới đánh. Rồi nó mới kéo và quăng tôi xuống dưới sát bờ sông luôn. Thì chị Hồng Lâm, chị mới cản lại, chị nói là thích đàn ông, bốn người đánh một người phụ nữ với một bà già. Xong rồi tụi nó mới ngưng. Cái người tên Xuân tự xưng là đội trưởng đội an ninh, nói là chúng tôi không hoan nghênh các chị tới thành phố Vũng Tàu của chúng tôi. Nếu như các chị vẫn còn tới thành phố Vũng Tàu chúng tôi sẽ giết các người chị. Trang Nhung nhận xét sự việc xảy ra và cô đưa những lời khuyên hội nhóm khác cho những lần tổ chức tương tự sắp tới. Tôi thấy qua sự việc này có thể rút ra được một số điều như sau, đó là ứng xử của an ninh họ càng ngày càng thô bạo. Cá nhân như là các hội nhóm muốn tổ chức những sự kiện như thế này cần phải có một sự chuẩn bị tốt hơn nữa. Thứ nhất là về làm sao mà thông tin không bị lộ ra. Và thứ hai đó là về địa điểm tổ chức cần phải kín đáo mà không thể là những nơi phụ thuộc vào nơi tổ chức được. Thứ ba đó là về cái khâu chuẩn bị khác, ví dụ như là về mặt pháp lý thì cần phải có sẵn những người có thể hỗ trợ pháp lý khi cần thiết, có thể cần có sẵn những cái mối liên lạc để phòng trường hợp khẩn cấp. Và thành ra tôi nghĩ trong những sự kiện khác, tôi hy vọng là mọi người sẽ có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cho tới giờ này, trên trang mạng Facebook vẫn chưa ngớt những ý kiến về vụ công an Vũng Tàu bắt, đánh, bỏ rơi những phụ nữ này, trong lúc họ không có một vi phạm cụ thể nào. Hàng trăm comment cho rằng cách hành xử tùy tiện và trái pháp luật, kể cả ngăn cấm không cho họ tới Vũng Tàu, là lạm quyền và coi thường dư luận. Công an Việt Nam lại khẳng định Việt Tân là một tổ chức đồng phạm tội khủng bố, đồng thời đe dọa sẽ xử lý theo luật pháp Việt Nam đối với những người có liên quan. Điều đó có ảnh hưởng về mặt tâm lý thế nào với người dân đang khiếu kiện Formosa? Anh Vũ trình bày. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, các cơ quan truyền thông trong nước đã đưa bản thông báo về tổ chức khủng bố Việt Tân của Bộ Công an. Theo đó, khẳng định căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, tổ chức Việt Tân đã và đang tiến hành các hoạt động khủng bố. Đồng thời, thông báo nói trên cũng khuyến cáo người dân rằng, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo nhận tài trợ của Việt Tân, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thấy rằng
từ lâu nay, nhà nước Việt Nam vẫn cáo buộc tổ chức Việt Tân đứng đằng sau các vụ biểu tình kích động người dân biểu tình chống phá. Theo ông, sự xuất hiện của thông báo này của Bộ Công an có lẽ có liên quan đến các vấn đề khởi kiện cũng như biểu tình phản đối Formosa vừa qua của giáo dân khu vực Nghệ An Hà Tĩnh trong thời gian qua. Ông nói với chúng tôi. Cái việc mà quy chụp một ai đó có tội hay không có tội hay là như thế nào, Bộ Công an thì quả thật là một điều sai trái. Bởi vì nếu theo pháp lý của Việt Nam, khi người ta có tội khi nào sẽ đưa ra tòa án và xét xử, và khi đó thông qua một phiên tòa, khi đó người ta mới xét xác định được đó là cái người có tội. Khi mà người ta chưa có tội hay là mới bắt đầu thấy hiện tượng mà người ta đã quy tội, đó là cái chuyện bình thường ở Việt Nam. Chúng ta thấy cái sự sai trái, cái sự thiếu minh bạch hay là không có cơ sở pháp lý của Công an, không thể hiểu được người ta đang muốn làm cái điều gì. Một giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tham gia biểu tình chống Formosa ngày 2 tháng 10 năm 2016, bày tỏ sự ngạc nhiên trước bản thông báo của Bộ Công an, bà khẳng định. Theo khi Bộ Công an ra là nữa, Việt Tân là một cái tổ chức phản động. Tân là cái gì, cái đảng gì, Tân là đặc gì đã. Tôi không biết cái đảng Việt Tân là cái gì. Thứ nhất, điều thứ hai, các cuộc biểu tình không có một ai quý vực vào thời. Vì chúng tôi là cái người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Formosa tạo ra, nhà nước không đảm bảo các quyền sở như chúng tôi thì bây giờ thì chúng tôi phải đứng lên để đòi hỏi, và chúng tôi không có một ai xúi dục, và cũng không có một ai đứng ra để chúng tôi xúi dục chúng tôi hết. Đánh giá về việc ra thông báo của Bộ Công an, từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nhận xét. Khi việc của Bộ Công an ra một thông báo để mà kết luận rằng là đó là một người tham gia hoặc là có liên quan như thế nào thế kia cũng là tham gia vào khủng bố và sẽ bị thật là như khi việc này thì Bộ Công an đang làm một cái việc thay cho Quốc hội, đấy là không thuộc về chức năng của Bộ Công an, mà Bộ Công an chỉ có việc phải căn cứ vào những cái quy định pháp luật tạo ra sự hài hước mà thôi, thì không thể nói là cái chuyện rằng là luật pháp không thể nói cái chuyện là nói chơi với nhau như thế được, mà tôi chỉ thấy rằng là nhà nước khủng bố là chính. Nói về nguyên nhân của bản thông báo bất thường này từ Bộ Công an, Linh Mục An Tôn Đặng Hiếu Nam cho biết. Chứ ai ở trong đất nước hay ngoài đất nước này, thì kể cả người Việt Nam đang sống trong quốc nội, những người đấu tranh cho công lý và sự thật, những người làm cho người khác thấy được sự thật đều là kẻ thù của chế độ này cả. Còn cái việc mà Việt Tân người ta bảo rằng là kích động để chúng tôi làm việc như vậy, quả thật tôi là một con người có hiểu biết, ai có thể kích động được tôi cả, dù là Việt Tân hay Việt Cộng cũng không thể kích động được tôi. Nếu tôi thấy điều đúng thì tôi làm, còn tôi thấy điều sai thì tôi sẽ không làm. Trả lời câu hỏi, bản thông báo nói trên của Bộ Công an có gây ra sự lo ngại hay sự sợ hãi đối với bà con giáo dân hay không? Linh Mục Đặng Hiếu Nam nhận định. Chắc chắn họ cũng có những cái dao động. Yeah. Nhưng mà những người đã biết, đã hiểu thì cái thông tin sai trái này, yeah, thông tin ngược chiều này thì sẽ trở thành một cái phản tác dụng, người ta sẽ phẫn nộ nhiều hơn. Yeah. Và vì thế thì tôi nghĩ rằng trong một cái thông tin của Bộ Công an đưa ra hôm nay thì nó cũng sẽ tác động hai chiều như vậy. Thì có những người run sợ, có những người họ dao động và họ không dám tiếp tục con đường của mình. Nhưng cũng có những người sẽ trở thành, sẽ mạnh mẽ hơn. Nữ giáo dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết. Dạ, theo nghe cái thông tin của cái Bộ Công an đem ra, người dân họ rất là bình thường, họ cũng rất là ý chí. Người nói ra, nói rằng là chúng tôi chẳng cần ai xúi dục vào chuyện sống như con chúng tôi, thì chúng tôi chẳng sợ cái gì. Tâm cái gì mà khi nào khi nước Việt Nam này, các cái ông trên kia, ông của bù lối cho đảng Việt Tân, các cha liên cô, các cha trong ngành, các ngài hướng dẫn cho chúng tôi vẫn tiếp tục theo các cái cuộc biểu tình. Tôi không bỏ ra cuộc biểu tình nào, bởi vì tôi đòi tiền lời cho tôi, cho con cô, cho cháu của tôi. Bài Nước cờ sai lầm của Bộ Công an ở Hà Tĩnh, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã đánh giá rằng ngay sau cuộc biểu tình đã khiến cho Formosa thất thủ hôm Chủ nhật vừa rồi. Bộ Công an đã có những động thái ứng phó đầu tiên, một mặt họ tung các lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ nhất và những toán an ninh dày dặn kinh nghiệm đến vung áng, quyết không để tái diễn tình trạng bị động như hôm vừa rồi. Mặt trận thứ hai, đường mở là truyền thông và lên cao trào bằng bản tin, đặc biệt thông báo chính thức của Bộ Công an về tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng, cái thời chính quyền dùng biện pháp dọa dẫm để đè bẹp sự phản kháng của người dân đã qua rồi, vì người dân hôm nay đã tỉnh ngộ, ông chỉ rõ. Ngày xưa thì có thể là nhìn cái đó làm người ta sợ hãi, rồi là người ta giảm sức đi, hay thì khác rồi. Còn cái điều thứ hai nữa ấy, là anh chỉ có thể dọa những người mà khi người ta còn có khả năng sợ hãi thôi. Còn đối với những người dân ở Formosa chẳng hạn, bây giờ người ta đói đến mức độ không thể sống được, cùng không có gì, người ta chết đấy.
cái sợ hãi cái chết còn lớn hơn cái sợ hãi của những khủng. Cho nên cái toàn dẫn đến là vô tác dụng, thậm chí là chỉ càng làm cho người ta căm ghét hơn một cái nhà nước mà đã đứng về cái kẻ tử thù của họ, cái phía cái người thủ phạm mà đầu độc họ, để nói trên cách khác. Nên tôi cho rằng là cái chuyện này thông báo kiểu hù dọa như thế thì đấy là trước đến giờ nhà nước cũng nói nhiều với nói chi tiết thì chỉ là một cái. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định đã có bình luận rằng động thái này của Bộ Công an đã cho thấy thể chế nhà nước pháp quyền của Việt Nam đang suy thoái nghiêm trọng theo hướng độc đoán, tuyệt đối, bất chấp mọi chuẩn mực pháp lý tối thiểu mà các quốc gia thành Liên Hợp Quốc công nhận. Do được ban hành sai thẩm quyền nên tuyên bố và quy định dưới đây của Bộ Công an là vô giá trị và vô hiệu, người dân không cần tuân thủ. Thưa quý thính giả, vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Văn Thắng, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đã quyết định trả lại 506 lá đơn của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về việc kiện Formosa và yêu cầu Formosa bồi thường. Trước sự việc đó, ngư dân và công luận nói gì? Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày. Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 9 năm 2016, vào sáng ngày 8 tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Văn Thắng, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đã quyết định trả lại 506 lá đơn của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về việc kiện Formosa và yêu cầu Formosa bồi thường. Trong 506 lá đơn thì có 296 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong đánh bắt hải sản, 137 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong sản xuất muối, 68 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong nghề sản xuất nước, 3 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về nghề nuôi trồng thủy hải sản, 2 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nghề kinh doanh thủy sản ven biển. Tổng số tiền các hộ dân yêu cầu bồi thường thiệt hại là 56 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết lý do trả lại đơn kiện của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho ngư dân. Việc trả lại đơn căn cứ vào các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cụ thể, tại khoản 5 điều 189, kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh lợi ích quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm. Điểm C, khoản 1 điều 192, sự việc đã được giải quyết bằng quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong việc này, Chính phủ đã có quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quyết định bồi thường đó, chỉ có ngư dân 4 tỉnh, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế được bồi thường, còn ngư dân Nghệ An thì không được bồi thường. Vào ngày 26 và ngày 27 tháng 9 năm 2016, hơn 600 ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã đến Tòa án Thị xã Kỳ Anh gửi đơn kiện. Và Tòa án Thị xã Kỳ Anh đã tiếp nhận đơn và họ hứa trong vòng 10 ngày sẽ trả lời cho việc những lá đơn đó có được chấp nhận hay không. Trao đổi với chúng tôi, Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam cho biết, ông không bất ngờ trước việc mà Tòa án tỉnh Hà Tĩnh trả lại đơn kiện của ngư dân. Nhưng ông rất buồn và phẫn nộ trước hệ thống tư pháp của Việt Nam. Linh Mục Nam chia sẻ. Thứ nhất thì khi nhận lại đơn hại tôi không bất ngờ. Tôi không bất ngờ không phải vì phía tôi, không phải vì phía người ngư dân là chúng tôi làm sai. Mà tôi không bất ngờ bởi vì hệ thống tư pháp của Việt Nam ngày hôm nay cũng như là hiện trình của nhà nước Việt Nam ngày hôm nay. Xem ra chính phủ và Formosa là một, để chính phủ đang đứng về phía Formosa và quyết tâm để bảo vệ Formosa mà bỏ rơi dân của mình. Vì điều đó mà tôi không bất ngờ. Nhưng tôi cũng rất là buồn và phẫn nộ khi mà một lần nữa họ minh định một điều chắc chắn rằng là nhà cầm quyền này đang đứng về phía Formosa và mọi sự thuộc về Formosa. Thì cái điều này chúng tôi đã thấy được rằng là có nhiều cái mà cơ sở này chính tòa án Thiền Thị Anh căn cứ không đúng. Cái thứ nhất là Thủ tướng Chính phủ theo luật tổ chức quốc chính phủ thì Thủ tướng không có quyền ra quyết định như thế. Và thứ hai là cái khoản 2 điều 307 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, tức là cách thực hiện bồi thường trên những cơ sở vật chất hiện tình, hiện thực, chứ không phải là định mức như là Thủ tướng ra quyết định. Và cái điều thứ ba là công ty Formosa không có ủy quyền cho chính phủ giải quyết cái việc bồi thường thiệt hại cho người dân. Và nói như vậy thì Tòa án Hà Tĩnh đã lồng ghép cái điều này và bảo rằng nếu xét như vậy thì thứ nhất là đã có cái quyết định của Thủ tướng về vấn đề xử lý vụ việc. Cái thứ hai là trong cái quyết định của Thủ tướng đó thì cũng không nói đến là những nạn nhân là những người ngư dân ở Nghệ An. Trong khi Linh Mục Nam không bất ngờ
thì bà con ngư dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An lại rất bất ngờ và họ không nghĩ rằng chính quyền Hà Tĩnh lại bao che cho Formosa làm khổ ngư dân như vậy. Anh Nguyễn Quốc Phi, một ngư dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An buồn bã chia sẻ. Dân ở đây rất bất ngờ và rất xôn xao về vấn đề đó. Trước thông tin, những lá đơn kiện của ngư dân bị tòa án tỉnh Hà Tĩnh trả về, thì nhiều ngư dân ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết họ rất bất ngờ với quyết định trên của tòa án Hà Tĩnh. Chị Son ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh chia sẻ. Thực sự rất là bất ngờ, vấn đề nó cảm ơn nhanh quá, em vào trả lời kể quả cho họ lại tả đơn luôn. Thứ hai, tòa án của thị xã thì anh không đủ thẩm quyền để mà xử lý những cái số đơn đó. Thứ ba là bây giờ giống như mà cổng sò đang thách thức người dân đó. Trong khi trả lại đơn kiện cho ngư dân, thì tòa án tỉnh Hà Tĩnh nói rằng, ngư dân không chứng minh được thiệt hại do Formosa gây nên. Anh Phi, ngư dân ở Nghệ An cho rằng, trong khi làm đơn kiện, thì ngư dân ở đây đã thống kê thu nhập, thiệt hại trước và sau thảm họa đó. Đơn kiện mới có hết mất những vấn đề đó trước khi hành nghề và sau khi hành nghề thiệt hại được bao nhiêu thì họ để ra hết. Luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho rằng, nhà nước đã nhận tiền đền bù của Formosa là 500 triệu Mỹ Kim, trong khi chưa chứng minh được thiệt hại. Nay ngư dân làm đơn chứng minh được thiệt hại để kiện Formosa thì tòa án lại không đồng ý, đó là điều vô lý. Nguyên tắc của đơn kiện theo luật dân sự thì phải chứng minh là mình bị thiệt hại là lý do sao, nguyên nhân có quan hệ logic của vấn đề tạo ra. Linh Mục Nam cũng cho biết bà con ngư dân ở Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại vào tòa án Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nếu tòa án Kỳ Anh tiếp tục trả đơn, thì Linh Mục và bà con ngư dân ở Quỳnh Lưu sẽ gửi đơn kiện lên tòa án cao hơn. Linh Mục Nam cho biết. Thì thứ nhất là trong cái luật cho phép là chúng ta kháng án, thì chúng ta khiếu nại đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào trong tòa án của Kỳ Anh để chúng ta nạp lại một lần nữa. Và có thể nếu tòa án Kỳ Anh một lần nữa cả đất không có căn cứ của pháp luật thì chúng ta cũng có thể làm cho phương pháp khác, đó là để đưa lên tòa án cấp cao hơn hay là đi sang viện kiểm sát. Anh Phi khẳng định ngư dân ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sẽ tiếp tục làm đơn khởi kiện vì ngay từ đầu nhà nước đã làm sai. Khi chưa biết thiệt hại của ngư dân như thế nào mà lại nhận tiền đền bù của Formosa. Thứ hai, trong quyết định 1880 của chính phủ về đền bù cho ngư dân, thì ngư dân ở Nghệ An lại không nhận được tiền đền bù, trong khi ngư dân ở Nghệ An cũng bị thiệt hại, đánh cá về không ai dám ăn, không ai mua. Có ý kiến chứ, nó tùy tại vì nhà nước là làm sai thì bây giờ dân bị kiện, mà vùng đánh bắt thì vùng đánh bắt công cho nên là bây giờ đã đánh bắt mà Hà Tĩnh với này Nghệ An này này càng rừng này càng thiệt hại hơn nữa. Chị Son ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nói rằng nếu chính quyền không trả lời cũng như đền bù thỏa đáng cho ngư dân, thì các giáo xứ trong hạt Kỳ Anh sẽ tiếp tục biểu tình và sẽ làm đơn kiện Formosa. Nếu nhà nước không trả lời thỏa đáng và không đền bù thỏa đáng cho chúng tôi, thì những cái giáo xứ ở hạt Kỳ Anh này sẽ tiếp tục biểu tình khi nào nhà nước đuổi Formosa ra khỏi cả lại ngư trường biển cho chúng tôi làm ăn. Tôi sẽ làm đơn. Chứ không phải là không làm đâu, để xem thôi, được giờ của mình khó làm như thế nào. Dư luận cho rằng, việc trả lại đơn của ngư dân kiện Formosa là thêm một bằng chứng cho việc chính quyền Cộng sản đang bao che, dung túng cho Formosa. Vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2016, có rất nhiều công an, cảnh sát cơ động được huy động về để bảo vệ cho Formosa. Vì chính quyền lo sợ sẽ có biểu tình của người dân Kỳ Anh vào ngày 9 tháng 10 như Chúa Nhật tuần trước. Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tin quốc tế do Diễn Thi và Hòa Ái đọc. Thưa quý vị, trong thông cáo phổ biến tối hôm qua, Hoàng cung Thái Lan cho biết sức khỏe của quốc vương Bhumibol Adulyadej không ổn định.
thông cáo nói rằng nhà vua bị tụt áp huyết sau khi lọc máu, vì thận của ngài không hoạt động. Thông cáo cũng nói ngài đang được các bác sĩ chăm sóc kỹ lưỡng, phải thở bằng máy và uống thuốc để áp huyết trở lại bình thường. Tin sức khỏe quốc vương không ổn định là điều ít khi Hoàng cung Thái Lan công bố cho dân chúng. Thông thường những bản thông cáo được Hoàng cung đưa ra chỉ cho biết nhà vua đã hồi phục hoặc là có những tiến triển tốt sau khi ngài lâm bệnh. Tin tức gửi từ Bangkok cho rằng bản tin này khiến thị trường chứng khoán Thái Lan dao động, giảm tới 3,6% trong ngày hôm nay. Năm nay 88 tuổi, quốc vương được người dân Thái kính trọng, đồng thời ngài còn được xem là biểu tượng của đoàn kết. Trong một năm qua, ngài đã phải nhập viện nhiều lần vì các chứng bệnh khác nhau. Hôm nay tại Campuchia, tòa án Phnom Penh tuyên án phạt một đại biểu thuộc nhóm đối lập 2 năm 6 tháng tù về tội tung tin nói rằng Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam. Bị kết án là ông Sam An, một đại biểu quốc hội thuộc đảng Cứu Quốc. Ông bị bắt từ hồi tháng 4 năm nay khi vừa từ Hoa Kỳ về Siem Reap. Khi tuyên đọc bản án, ông chánh án Hen Sok Na nói rằng ông Sam An phạm tội sử dụng Facebook vào mục đích tung tin thất thiệt, gây bất ổn xã hội. Tiếp tục phần tin tức tối nay, cựu Thủ tướng Fidel Ramos của Philippines nói rằng chính phủ đương thời do Tổng thống Rodrigo Duterte lãnh đạo đã khiến người dân thất vọng tràn trề vì mất quá nhiều thì giờ tranh cãi về chính sách bài trừ ma túy, trong khi có nhiều việc cần kiếp khác phải làm. Trong bài bình luận mới đăng trên tờ Manila Bulletin, cựu Tổng thống Ramos liệt kê nhiều việc chính phủ đương thời của Tổng thống Duterte cần phải làm, như thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho công nhân, ổn định giá sinh hoạt và kế hoạch thu hút đầu tư, thay vì dành quá nhiều thời giờ để tranh cãi về việc ông đồng ý cho cảnh sát và dân phòng nổ súng giết những kẻ buôn ma túy. Bài bình luận cũng khéo léo nhắc nhở, trong vai trò lãnh đạo quốc gia, Tổng thống Duterte nên sử dụng ngôn từ nghiêm chỉnh thay vì chửi thề và mắng nhiếc những nhà lãnh đạo nước bạn. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi cuối tháng 6 tới giờ, đã có hơn 3.000 người bị cảnh sát và dân phòng bắn chết vì buôn bán ma túy. Điều này khiến một số quốc gia cùng với những tổ chức nhân quyền lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng nhà lãnh đạo Philippines đã vượt quá giới hạn của luật pháp khi đồng ý cho giết người, thay vì phải bắt giữ, điều tra và truy tố những kẻ phạm pháp ra tòa. Trước những lời chỉ trích này, Tổng thống Duterte dùng những lời lẽ rất nặng nề để chửi rủa mạ lị những người lên tiếng chỉ trích ông, bất kể người đó là Tổng thống Hoa Kỳ hay các lãnh đạo những nước EU. Từ hôm qua, chính phủ Miến Điện đã tăng cường an ninh ở vùng phía bắc bang Rakhine, nằm sát biên giới với Bangladesh, trong lúc tiếp tục mở cuộc điều tra và truy lùng những kẻ can dự vào nổ súng, bắn chết 9 nhân viên cảnh sát của Miến. Các giới chức an ninh Miến cho rằng, vụ nổ súng bắn cảnh sát xảy ra sáng Chủ nhật vừa rồi do những phần tử Hồi giáo quá khích Rohingya gây nên. Bản tin do chính phủ Miến phổ biến nói, 8 tên trong bọn quá khích bị bắn hạ tại chỗ, 2 tên bị bắt sống và chính phủ Miến đang truy lùng đồng bọn của chúng. Tin tức đài chúng tôi ghi nhận được cho thấy, quân đội Miến Điện đưa thêm binh sĩ đến vùng phía bắc bang Rakhine, có thể sửa soạn cho một cuộc tảo thanh quy mô. Và cuối cùng, thưa quý vị, giải Nobel Kinh tế năm 2016 đã lọt vào tay hai kinh tế gia Oliver Hart và Ben Holmstrom. Nhờ cuộc nghiên cứu về lý thuyết hợp đồng, chú trọng vào việc cân bằng nhu cầu của các bên tham gia, kể cả động lực chia sẻ lợi ích tài chính và ngay cả rủi ro. Khi loan báo quyết định trao giải, ban tuyển chọn nói rằng cuộc nghiên cứu của hai ông Hart và Holmstrom có vẻ chẳng lý thú, nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng, giúp mọi người cơ hội hiểu thấu đáo hơn về nền kinh tế hiện tại. Khôi nguyên Oliver Hart, năm nay 68 tuổi, sinh trưởng ở Anh, nhưng đang giảng dạy tại Đại học Harvard. Khôi nguyên Ben Holmstrom, người Phần Lan, năm nay 67 tuổi, đang giảng dạy tại Đại học MIT, Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Năm tới đây, giải Nobel Văn chương sẽ được công bố. Thưa quý vị, vào chiều ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 10 vừa qua, người Việt quanh vùng Little Sài Gòn ở miền Nam California đã xuống đường tuần hành thắp nến để ủng hộ nạn nhân của Formosa. Thông tín viên Ngọc Lan có bài chi tiết. Từ tối thứ Bảy, 8 tháng 10, đông đảo đồng hương quanh vùng Little Sài Gòn ở miền Nam California lại tiếp tục xuống đường tuần hành
và thắp nến để ủng hộ tinh thần và cầu nguyện cho các phong trào đấu tranh vì tự do nhân quyền của đồng bào trong nước, đặc biệt là cho các nạn nhân của thảm họa Formosa. Cuộc tuần hành thắp nến được nhiều tổ chức hội đoàn quanh vùng Orange County chung tay tổ chức. Đặc biệt, nhiều vị dân biểu từ tiểu bang đến liên bang, các nghị viên thành phố như dân biểu liên bang Alan Lewento, dân biểu liên bang Loretta Sanchez, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí, phó thị trưởng thành phố Westminster Sergio Contreras, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam California Trương Ngãi Vinh, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California Bùi Thế Phát, giám sát viên Orange County Andrew Đỗ, chủ tịch cộng đồng các quận hạt lân cận, đại diện các đoàn thể, đảng phái và hội đồng liên tôn cũng đến tham gia cùng đồng hương. Đúng 5 giờ, trong lúc ráng chiều đổ xuống, đồng hương gốc Việt đủ mọi thành phần, nhiều lứa tuổi, tập trung làm lễ xuất phát trước đền Đức Thánh Trần trên đường Bô Sa và bắt đầu cuộc tuần hành khoảng 5 cây số ngang qua Phước Lộc Thọ hướng về đường Bút Sa và trước khi quay vòng trở lại, tập trung trước khu thương mại Lee Sandwiches để làm lễ thắp nến. Cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, bản đồ Việt Nam có hình lưỡi bò, cùng nhiều băng rôn, biểu ngữ như công lý sẽ thắng bảo quyền, Formosa cúp cúp cúp, Formosa cái thao ấp Việt Nam, đường lưỡi bò cắt cắt cắt, tôi chọn tương lai dân tộc, Formosa và Cộng sản Việt Nam hãy chịu trách nhiệm với dân, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, được nhiều người dân dương cao trong suốt cuộc tuần hành. Khí thế của cuộc tuần hành và thắp nến vì quê hương Việt Nam, vì nạn nhân của thảm họa Formosa trở nên sôi nổi và xúc động hơn còn bởi sự góp mặt của nhóm tù ca Xuân Điềm. Thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí cho rằng: Chúng tôi vô cùng hãnh diện được cùng với tất cả quý vị tham dự cuộc tuần hành ngày hôm nay trên đường phố Bô Sa, thể hiện lập trường của người Việt tị nạn. Sau 41 năm, chúng ta vẫn gìn giữ căn cước tị nạn của chúng ta. Không những vậy, chúng ta luôn hướng về Việt Nam, chúng ta bày tỏ sự quan tâm trước hiện trạng của đất nước. Việt Nam vẫn chưa có tự do và buông thay Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại để cho Formosa làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào trong nước. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, hơn 10.000 đồng bào đã biểu tình trước trụ sở Formosa. Sự biểu tình của đồng bào trong nước cho tất cả chúng ta niềm hy vọng. Sau 41 năm, chúng ta đã bắt đầu thấy niềm hy vọng. Đồng bào trong nước đã xuống đường, đã dấn thân. Tập thể người Việt tại hải ngoại chúng ta lại còn phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa. Sự lên tiếng, sự ủng hộ của chúng ta sẽ là động lực, sẽ là hy vọng để Việt Nam phải có tự do, Việt Nam phải có dân chủ trong tương lai. Dân biểu liên bang Alan Lewento có mặt tại buổi thắp nến phát biểu. Let us support tonight the people in Ha Tinh province and all over Vietnam by shedding. Quan trọng nhất là chúng ta hãy yểm trợ cho người dân trong nước bằng cách là nói với cộng đồng quốc tế biết được những gì đang xảy ra trong Việt Nam để mà chúng ta phải ngăn chặn những cái sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong những cái ngày sắp tới có thể xảy ra, cũng như là chúng ta tiếp tục ủng hộ cái vụ kiện của Formosa của hàng trăm gia đình người dân Việt Nam để đi tới phía trước. Chúng tôi biết là chính quyền Cộng sản Việt Nam đang muốn rất nhiều từ cộng đồng quốc tế. Họ muốn có thêm thương mại, họ muốn có thêm bang giao, họ muốn hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để nói với chính quyền Cộng sản Việt Nam là chúng ta cũng muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta muốn họ phải trong sạch hơn, chúng ta muốn họ phải tôn trọng nhân quyền và chúng ta muốn họ phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Bà Loretta Sanchez, dân biểu liên bang, bằng kinh nghiệm cá nhân của một người sinh ra tại Mexico, cũng bày tỏ sự thấu hiểu của bà về những khó khăn khắc nghiệt mà ngư dân Việt Nam phải đối diện trong mỗi lần ra khơi đánh bắt cá, để từ đó thấy thảm họa kinh hoàng do Formosa gây ra nặng nề đến thế nào, không chỉ cho Việt Nam mà còn là hiểm họa môi sinh cho thế giới. Từ đó, bà Sanchez
cũng lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết đấu tranh cùng người dân Việt Nam nơi quê nhà, cũng như phản đối mạnh mẽ việc đền bù không thỏa đáng của Formosa trong thời gian qua. Tham gia tuần hành và thắp nến cùng đồng hương, bà Tuyết Nguyễn, một cư dân của thành phố Garden Grove, bày tỏ. Tôi đi ra đây để yểm trợ cho ở Việt Nam về vấn đề mà Formosa. Tôi thấy có mừng lòng về vấn đề để cho Formosa đó là hoành hành ở trên cái đất nước của Việt Nam mình. Thứ nhì nữa là về ba cái vấn đề bồi thường, thấy nó mờ ám quá, tôi không bằng lòng những cái điều đó. Có mặt trong đoàn người tuần hành, anh Billy Lê, một thanh niên trẻ tuổi, nêu suy nghĩ. Phải nói là đáng buồn là tại vì đất nước Việt Nam chúng ta phải trải qua bao nhiêu thăng trầm và trải qua những cái sự mất mát về cá chết rồi ảnh hưởng tới người dân hàng ngày, ảnh hưởng trong tương lai chứ không phải là hiện tại. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta nói là chính quyền hoặc là người gì nào đó phải làm cái gì đó để giúp ủng trợ, yểm trợ và giúp cho người dân. Nếu mà chính quyền không có giúp cho người dân Việt Nam thì đương nhiên người dân phải đứng lên phải làm cái gì đó để đòi hỏi cái quyền nhân quyền của họ và cái quyền làm người của họ tại Việt Nam. Và nếu mà có một cái sự yểm trợ của tất cả các người dân chúng ta trên toàn thế giới đó thì em nghĩ là chúng ta có thể gây ra một cái tiếng nói vang rộng trên thế giới chứ không phải là cho người Việt dân Việt Nam mà cho cả cộng đồng thế giới nghe luôn để mình được hiểu được công ty Formosa thật sự là ai và thật sự là đã làm gì cho người dân và cũng như là mọi người xung quanh. Ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch phong trào yểm trợ môi sinh và vẹn toàn lãnh thổ, một thành viên ban tổ chức của tuần hành và thắp nến, cho biết. Ở hải ngoại này chúng ta làm được việc gì đối với những người ở trong nước. Thời xưa cô Ngọc Lan đã phải nói là chúng ta ở đây có hai việc phải làm. Thứ nhất là chúng ta tổ chức những cuộc biểu tình để tác động tinh thần, đun đúc tinh thần của người dân ở trong nước. Và cái thứ hai, những cuộc biểu tình ở hải ngoại chúng ta để tạo cái dư luận thế giới, để cho thế giới thấy là cái chuyện mà nó tai hại cho dân tộc của chúng ta như thế nào. Và cái chuyện cụ thể là về chúng ta phải trực tiếp giúp đỡ tài chính trong hiện tại để cứu những nạn nhân đói khát do Formosa gây ra. Và chúng ta đi tới giải pháp là đi chưa pháp lý. Nếu đảng còn đặt giả sử đảng Cộng sản từ chối không nhận đơn kiện của những nạn nhân, 600 nạn nhân ở của Formosa, thì chúng ta sẽ nghĩ tới cách thế nào để mà đưa ra quốc tế chuyện này. Sự hiệp thông, ủng hộ của đồng bào hải ngoại với người dân trong nước sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa ra mắt Ban Thường vụ và các chủ tịch của các ủy ban mới cho nhiệm kỳ 2016-2019. Giáo dân có những mong muốn gì từ Ban điều hành mới? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2016, Đại hội lần thứ 13 Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ và các chủ tịch của các ủy ban cho nhiệm kỳ 2016 đến 2019 đã được công bố. Ban Thường vụ mới bao gồm Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh đảm nhiệm vai trò chủ tịch, Đức cha Giuse Nguyễn Năng giữ vai trò phó chủ tịch, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đảm nhận vai trò tổng thư ký và phó tổng thư ký là Đức cha Vũ Văn Thiên. Và chủ tịch các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng được bầu lại. Đáng chú ý là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Từ giáo sứ Đức Lâm, giáo phận Vinh, tỉnh Nghệ An, anh Chu Mạnh Sơn cho biết anh luôn tin tưởng vào Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt là qua kết quả bầu cử vừa rồi, anh lại càng thêm vững tin và hy vọng về một Giáo hội Công giáo Việt Nam đang dần khởi sắc. Anh chia sẻ. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh vừa được tín nhiệm để rồi làm chủ tịch Hội đồng Giám mục và Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục đảm nhiệm cái vai trò đó là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, để nói rằng là giáo hội đứng về phía người dân và đang đồng hành cùng với người dân, cách riêng là đối với con cái Kitô hữu. Tôi nhận thấy đó là một cái dấu hiệu khởi sắc, để rồi là giáo hội phải là người dấn thân, phải là người chịu đau khổ. Ta không thể định nghĩa khởi sắc là gì, nhưng mà ta hy vọng rằng là Giáo hội Công giáo là những người mục tử, phải là người phát cánh cùng đoàn chiên, chịu đau khổ cùng đoàn chiên, đó mới là giáo hội. Là một người con thuộc giáo phận Thanh Hóa, nhà hoạt động Lê Văn Sơn thấy rằng việc có ban điều hành Hội đồng Giám mục Việt Nam mới sẽ đem lại sự gần gũi giữa người mục tử và cộng đồng dân Chúa. Người mục tử sẽ đồng hành, chịu đau khổ cùng với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người Kitô hữu. Anh nhận định.
Chúng ta thấy rằng ở đó có Đức Cha Linh, Đức Cha Hợp, Đức Cha Thiên, Đức Cha Năng. Chúng ta hãy nhớ lại một chút là những quý đức cha này đã từ lâu luôn luôn có những tiếng nói, có những sự lên tiếng đối với những sự việc xảy ra trong giáo hội cũng như là ở xã hội tại Việt Nam. Các đức cha đều luôn luôn lên tiếng bênh vực cho người nghèo, người bị áp bức và bất công. Và đoàn dân Chúa đang chờ đợi các đức cha giải phóng con cái của mình khỏi ách xiềng công của tội lỗi và thế lực vô thần. Khi biết được tin Đức Giám mục Việt Nam có ban điều hành mới và Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tiếp tục được làm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, không giấu được cảm xúc, ông Nguyễn Thành Làng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Quý Hòa chia sẻ. Dạ đời thì như bác là một người giáo dân, một người con cái của ngài mà. Như ngài mà tôi vào đời bác rất mừng, mong bác em có những người cầu nguyện, có những người tính nguyện, có những người cầu chính Chúa với nên ông thói sản cho ngài, sản xuất, những người giúp đỡ trong giáo phần nói riêng cũng như trong công giáo Việt Nam nói chung để đưa cái phong trào công giáo lên và trong đó để người có tiếng nói của ngài, để ngài bảo vệ công lý hòa bình, người ngài có nghĩa là giúp đỡ con cái giáo Việt Nam. Từng bị tù đày vì bày tỏ quan điểm, cựu tù nhân Lê Văn Sơn cho biết, khi anh và 14 thanh niên công giáo bị bắt, Đức Cha Nguyễn Chí Linh đã tìm mọi cách để lên tiếng cho anh và bạn bè. Cho nên, anh tin tưởng rằng, Đức Cha Nguyễn Chí Linh sẽ luôn đứng về phía những người nghèo khổ, những người cùng cực trong xã hội, bởi vì ngài là một người con của xứ Ba Làng, và ngài đã từng bị tù đày dưới chế độ này chỉ vì ngài đi giải giáo lý. Và vì thế, nên ngài quá hiểu rõ bản chất của chế độ Cộng sản. Anh Lê Sơn chứng minh điều đó qua thư chung của Hội đồng Giám mục mà Đức Cha Nguyễn Chí Linh đảm nhiệm vai trò chủ tịch. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho Cộng đồng Nhân Chúa nói rằng Hội đồng Giám mục ước mong và chia sẻ trong những sự ưu tư và lo lắng của tất cả Cộng đoàn Dân Chúa và người dân Việt Nam nói chung, và chỉ ra được những cái hiện tình của đất nước, tức là những cái lo lắng, những cái băn khoăn, những cái âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng, nạn phá thai nghiện ngập, quốc nạn về cái vấn đề tham nhũng nó trở nên một cách trầm trọng, rồi hạn hán, môi trường biển tại miền Trung. Tôi thiết nghĩ rằng một cái bức thư chung sau năm 75 đến bây giờ rất là cụ thể, tỉ mỉ để mà nói lên cái thực trạng của xã hội, và các ngài đã can đảm nhiều hơn, đã muốn truyền tải cái tinh thần của các ngài đến với dân Chúa nhiều hơn ạ. Tương tự, anh Chu Mạnh Sơn cũng từng bị nhà cầm quyền Hà Nội bỏ tù vì bày tỏ quan điểm của mình. Trong thời gian bị giam giữ, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận đã nhiều lần lên tiếng cho anh và những người bạn. Đặc biệt qua sự kiện Formosa Hà Tĩnh, anh càng mong muốn được đồng hành với ngài nhiều hơn, anh nói. Thời gian gần đây thì thấy rằng là sau khi hiểu về bản chất của nhà cầm quyền nên là ngài đã có một thái độ cứng rắn, yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng người dân, tôn trọng những cái đàm phán giữa hai bên và bắt buộc họ phải thực thi. Với tư cách tôi là một người tín hiệu của giáo phận Vinh thì tôi ủng hộ trước những cái phán quyết của ngài. Chia sẻ về những mong muốn, Hội đồng Giám mục sẽ làm gì cho Giáo hội Công giáo Việt Nam và người dân Việt Nam? Từ trung tâm thảm họa ô nhiễm môi trường biển Húng Áng Kỳ Anh, ông Nguyễn Thành Làng mong muốn. Thì chắc chắn thì chẳng những bạn nói riêng cả hệ thống đồng công giáo toàn dân trong Việt Nam này nói chung ai cũng rất mong muốn là như vậy, nên những đức cha về các cha thì đứng lên để mà có một cái cuộc Formosa để làm sao Formosa là thì một là rồi ra khơi ở Việt Nam hay là động được Formosa, và mong muốn nhất là ai cũng như vậy, ai cũng mong muốn như vậy. Còn nhà hoạt động Lê Văn Sơn ước mơ. Chúng ta biết rằng Giáo hội Công giáo là giáo hội để sống và xây dựng giáo hội thực tại nơi trần thế, mục đích duy nhất là phục vụ nhân vị và phẩm giá của con người. Và vì thế thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có những cái hướng đi, có những cái suy nghĩ trăn trở đối với xã hội, thì tôi tin rằng là Hội đồng Giám mục chuyển tải từ cái trăn trở đó trở thành hiện thực, đó chính là sự gần gũi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của các đức cha đối với cộng đồng dân Chúa và đối với người dân ở Việt Nam nói chung. Những giáo dân mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều cho biết họ tin tưởng vào ban điều hành mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019, và họ hy vọng rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ luôn đồng hành với giáo dân
sống và chịu đựng nỗi đau cùng với giáo dân và người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân trong vùng thảm họa, bởi họ đang phải đối đầu với thủ phạm Formosa và cả lực lượng an ninh quân đội hùng hậu đang ngày đêm canh giữ bảo vệ cho công ty Formosa xả thải chất độc ra môi trường biển miền Trung. Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà, xin chúc quý vị một đêm an lành.